Hello anh em và chào mừng em đã quay trở lại với channel của mình. Mình thấy gì đây và chúng ta nay sẽ tiếp tục với cái series đó chính là Top 2 mỗi ngày. Và hôm nay thì mình giới thiệu cho anh em một cái tựa game khá là mới mình vừa mới tìm được ở trên Google Play. Tựa game này mang tên đó chính là Pika Huyền Thoại. Game khá là mới đây. Mình sẽ vào và chơi cho anh em xem nhá. Mình sẽ để link phía dưới anh em có thể tải về và chơi nha. Thì nếu video được 500 like thì ngày mai chúng ta sẽ có tập tiếp theo của cái series đó chính là Top Game 2 mỗi ngày. Mình sẽ giới thiệu cho anh em rất nhiều game mới, server các kiểu gì đó. Mình có server 12, Dragon Knight, để xem thử và xem chơi như thế nào. Gì đây ta, chúng ta sẽ ấn nhanh qua thôi. Khai chiến à? À, đánh theo lượt anh em ạ, nhìn có vẻ khá là hay. Ok, hay đấy. Chào mừng tới trận đấu cuối cùng. Quán quân đại hội Indigo lần này sẽ là ai? Sakaki 3 lần liên tiếp vô địch hay chú ngựa ô Satoshi? Ok, ui, bên này có Mew này. Mewtwo này, Mewtwo này. Ở mấy con gì kia mình không biết được. Sakashi, à, chủ của cái team Rocket. Thanh niên bây giờ giỏi thật. Tuổi của cậu mà đạt được như vậy là rất là hiếm có. Nhưng chỉ đến thế thôi. Satoshi dễ thương phết nhỉ. Ai thua ai thắng còn chưa biết. Tôi khổ luyện nhiều năm để chờ tới thời khắc này. Ok, chiến thôi anh em. Cho cậu xem Pokemon của tôi mạnh thế nào. Xoay tròn. Blastoise đúng không? Rookini. Còn là con bọ ngựa. Mình không nhớ tên lắm. Trước đẹp phết nhỉ. Đánh theo kiểu giống như kiểu là Dragon City anh em ạ. Khá hay. Khá là hay ho đấy. Mình đi sưu tập bọn này cũng ngon. Không ngờ chứ quán quân kỳ này chắc chắn là của tôi. Ok. Bây giờ còn ăn mừng hơi sớm. Tôi chưa dùng hết sức mạnh đâu. Cậu sẽ thấy sự lợi của Mewtwo. Chiêu thức Z. Ai chà. Anh như thế thì chị thế quái nào được. Cái lối đánh mặt hình ngang khá giống Real City anh em. Uầy, cho nổ hết luôn anh em. Hỏng rồi, sớt quá, còn chưa xong đâu. Tôi còn on át chủ bài đây. Chiêu thức Z. Búp máu à? Búp máu thì quá ngon anh em ạ. Rồi, cho ta đầy máu rồi. Lần này ta sẽ không sốt xuất đâu. Lên nào Pikachu. Lúc thì tôi, lúc thì mày. Không hiểu luôn là thế nào. Thôi kệ đi anh em. Chúng ta sẽ đập nó phát tính sau. Nắm thời cơ, nhấp chiêu thức Z cùng Pokemon phát động đòn tấn công thật là mạnh nha anh em. Điện. Giật nó. Xôi ôi. Này mày chạy đâu? Chạy đâu cứng. Tuy này tôi thua nhưng còn thử thách cao hơn cho cậu là ai đây? Satoshi. Sao còn lười biếng vậy à? Cái gì đấy? Cái này cái méo gì đấy? Chúng ta đánh kiểu gì đây anh em? Hành trình trưởng thành. Satoshi và Pikachu cùng bắt đầu luyện tập làm huấn luyện viên Pokemon nào. Họ có thể tiến xa không? Cùng xem nhá. Cùng xem như thế nào nhá. Mình chơi điện thoại anh em ạ. Pikachu, ta thích ngươi lắm đó. Ngươi không muốn ném Pokemon, không muốn thân với ta cũng được. Ấy chà, gì đây? Nhưng ngươi là Pokemon đầu tiên ta nuôi. Chúng ta cùng hòa thuận nhé. Nào, nắm tay nào anh em. Nắm tay, lỗ đoạn đầu đúng không anh em? Bị giật điện cho phát. Để nhau có gì đây? À, cái này là auto anh em. Mình cứ tưởng được lựa chọn chiêu thức để đánh. Thì ra là auto nhá. Đồ họa khá là đẹp nhỉ. Yeah. Pika. Hình như là chúng ta bắt cái con Bulbasaur hay con gì trước đây. Ui. Chim gì đẹp thế? Con ho tho gì đó đúng không? Hình như có thứ gì rớt anh em ạ. Ok, chúng ta sẽ đi xem. Nâng cấp đội từ level 1 đến level 2, dạng thể lực từ 80 đến 81, thể lực 75 đến 80 anh em ạ. Ok, cái này thì ta phải ấy thôi. Đi thôi. Rồi, chúng ta dọc đường tới không thấy Pokemon nào, tiếc quá. Không thu phục được chim Bobo, chim Bobo anh em. Đừng ngần người ra thế. Cái gì đấy? Nó nói cái gì quái đây? Này, Pikachu cẩn thận. Rồi, mình gặp cái con bạn của nó đây. Con này con hệ nước đó. Sao toàn con Pidgeot vậy? Con này con tên là gì nhỉ? Ita Joy. Happiness, mau tới giúp cậu ấy á. Tuy nhiên sẽ có con Ban Phước này. Hồi máu chúng ta kìa anh em. Điện 100 triệu vôn à? Wow, khỏe đấy. Xem mình có con chuột từ bao giờ đây. Kasumi anh em ạ. Chúng quá đông. Pikachu cậu lại bị thương. Mau rời khỏi đây trước anh em. Chúng ta nên đi hướng nào? Chúng có chiếm cả khu này rồi. Ok, đi về hướng Tokiwa. Pikachu của cậu cần tới trung tâm Pokemon để điều trị.
Mau đi thôi anh em, let's go boy, lên nào, nâng cấp đội từ level 2 level 3 gì đó theo như thông báo thông tin nó ghi ở đây. Rồi ok, chúng ta sẽ sao lại thế, bọn chúng đến hết rồi là cái gì ta, không hiểu luôn, bỏ qua đi, đi tấn công đây anh em. Con gì đấy, con này là con không kịp xem tên anh ạ, đánh nhau rồi, bùa may mắn à, yếu mà. Tổng sát thương 167 này anh em. Xôi, giật cho như thế này thì chạy thế nào. Răng nanh siêu cấp nha, răng nanh siêu cấp các kiểu gì đó. Pokemon này mạnh quá anh em. Pikachu, ok. Ý cậu là chúng ta có thể dùng kỹ năng đặc biệt à? Ok. Chiêu thức Z. Rồi ok, chúng ta nắm lấy thời cơ, nhấp chiêu thức Z cùng Pokemon phát đòn tấn công mạnh mẽ anh em. Chiêu thức Z. Giật nó. Xôi ôi. Mày chạy đâu cưng. Ôi chết rồi anh em ạ, thanh niên là chết rồi nha. Không ngờ chúng ta điên cuồng, không phải chúng điên cuồng vậy. Pikachu cũng ổn rồi, may quá. Nơi này cách thành Tokiwa không xa, mau tới đó. Quên giới thiệu, tôi là Kasumi, huấn luyện viên Pokemon hệ nước mới tới à. Tôi là Satoshi, vừa bắt đầu tập luyện làm huấn luyện viên. Đây là Pokemon của tôi, Pikachu. Ok, có một cái gì đó, có một cái lông chim gì đó. Pika. Phía trước hình như có thứ gì đó rơi xuống kìa. Đó là gì thế? Một cái lông chim. Đây là lông gì? Chưa bao giờ anh em ạ. Không rõ, trước khi gặp cậu, tôi và Pikachu thấy một con chim lớn màu đỏ. Là chiếc cái con chim huyền thoại đấy. Con ho ho đúng không? Ho thoi, ho ho gì đó. Sau đó rơi xuống nên mới đi tới đây. Lẽ nào con chim đó vừa hay định tới Tokiwa, trung tâm Pokemon. Ở đây chắc sẽ có tài liệu, mau đi thôi anh em. Vậy xuất phát thôi nào. Let's go baby. Tiếp theo, chiến anh em. Tự động trận đấu đã mở này. Cái gì đã đây? Chờ, không biết là mở này. Dọc đường sẽ có rất là nhiều dương liên minh Pokemon tặng. Vượt ải tích lũy cấp sao đạt cái gì đây? Từ từ mình sẽ ấn vào đây nha. Rồi, ấn vào đây thêm. Ok, ấn vào cái nhà này. Để xem, đập trứng anh em ạ. Wow. Pokemon siêu đẹp anh em ơi. Chúng ta đập cái này nha. Chắc chắn nhận Pokemon. Ok, đập cái này, thử xem nào. Có gì đấy, xem nào. Mờ, Master Ball. Wow, cho được cái con có gì đấy, Happy Knees. Chúc mừng nhận trái XP và tặng bạn. Ok, ngon đấy. Ngon rồi nha, ngon đấy. Ok anh em, có vẻ là khá là ổn. Mau cho Happy Knees vào đội hình đi anh em. Cho thôi. Ấn vào đây. Rồi, chỗ ấn vào con này. Ấn vào xác nhận này. Đấy, ok. Ra ngoài luôn. Ấn vào Pokemon này. Chương 2, đồng đội và kẻ thù. Satoshi ôm chí lớn mang theo. Chưa kịp đọc. Meo như mày. Satoshi tới khu vực mới sẽ lại gặp chuyện gì? Wow, con Pokemon huyền thoại kìa. Hay đấy. Itajoy có thể cho chúng ta thông tin. Thông tin gì? Trung tâm Pokemon có rất nhiều tư liệu và thẻ Pokemon. Có thể là manh mối anh em ạ. Rồi ok, cũng khá hay. Xin lỗi tôi phải chờ lâu. Tư liệu chỗ chúng tôi không có thông tin tương ứng. Nhưng theo cái gì đây? Thì rất có thể giống với Moltres. Moltres anh em ạ, thử xem nào. Đây là Moltres. Ồ, tưởng nó là ho ho chứ. Tên Moltres Musashi. Team Rocket anh em ạ. Kojiro. Mình tưởng Kojiro cơ. Mình biết là Kojiro. Để ngăn chặn bảo vệ thế giới, hòa bình thế giới. Chúng ta đại diện cho Thiên Bài Viện. Đầy khả ái và gây mất lòng người. Kojiro. Con mèo. Team Rocket bảo vệ giải ngân hà nha anh em. Ấy à, tấn công với team này. Ủa sao có cả con Zapdos đấy. Sát thương siêu lớn chưa kịp đọc cơ anh em ạ, nó đã đánh nhau rồi. Pikachu. Gì đây? Sổ nó xoay ra như thế này, chịu nào được voi rồng. Wow. Đẹp phết anh em ạ, nhiều hiệu ứng đẹp ghê nhờ. Điện. Người không kịp đọc bao nhiêu cơ. Không chết. Rồi ok. Cái gì đây? Kasumi ạ, là gặp lại là Kasumi anh em ạ.
cứ tập gặp team Rocket, thương Z, trái tim biển cả. Ái chà, con sao à? À nó hỗ trợ mình em, ngon. Tưởng sau đây đánh nhau với mình. Ok, hình này khá đẹp anh em ạ. Bọn chúng là kẻ trộm Pokemon. À, tôi đang liên hệ cô Junsa, phiền hai người câu giờ với chúng này. Yên tâm đi, cứ để tôi lo. Thắng lợi này, ok, hay ghê. Được đấy, thấy huy hiệu này, ngon. Để tiên nào chơi. Mau xem hành trình trưởng thành hấp dẫn. Có cái gì hấp dẫn vậy? Có gì hấp dẫn này? Chúng ta có trái HP 3 này, kim cương 500 này, khá ngon. Hành trình trưởng thành, méo hiểu cái gì luôn, ấn vào Pokemon luôn anh em. Xong làm gì thì làm. Này không lẽ ngươi định dùng con chuột điện này để ngăn cản bọn ta sao? Bọn ta là đội Rocket Kung Fu mèo ba chân tầm thường, không làm gì được bọn ta đâu. Ok, đây chính là trận đấu đầu tiên của huấn luyện viên Pokemon Satoshi. Các hai người hãy chờ đấy. Pika. Rồi ok, chiến anh em ơi. Team này thì sao ta? Tăng sát thương hồi HP. Nó có một con cá độc anh em ạ. Nó có cái sừng độc trên đầu kìa, khá là kinh. Chiến thuật Zest giật đó. Zest này chạy đâu? Mày chạy để méo đâu hả cứng? Không có cơ hội để chạy luôn đi. Đai luôn kìa. Lại như vậy, ok. Cảm ơn mọi người, cuối cùng cũng sẽ được bảo vệ. Cuối cùng cũng được bảo vệ, cũng bảo vệ được cả trung tâm Pokemon. Rồi ok, rồi tranh cái đoạn này thôi anh em. Rồi, khá là lâu. Thắng lợi nè. Được cái gì đó. Cái con nạp được không ta? Con nạp cao một tí để chơi không? Hô lê. Mạo hiểm. Ra ngoài nè, đấy. Thấy chưa? FP VIP này. Tăng cấp này. Tăng cấp VIP. Lượt cái ải, mỗi ải thăm dò trong ngày không lên 1 lượt làm mới trong shop năng lượng 10-20. Mua thẻ thì được mỗi ngày 2-3. Ok. Để mỗi ngày hôm nay ta nhận được cái này anh em. Có thể mua mọi thứ bạn muốn. Ok, kim cương dĩ nhiên. Kim cương sẽ mua được mọi thứ bạn muốn. Nhận. Chưa được tích lũy à, chưa được anh em ạ. Thẻ tháng cao cấp. Chưa được anh em ơi. Đội hình này, mình đang muốn quà đặc biệt này. Đấy, nạp 2.500 kim cương thì chúng ta sẽ được cái gì? Được các vật phẩm sau này. Dương bản đồ, mở được một trong ba Pokemon Squirtle, Night, con cửu vĩ này, và con Frostkill gì đó. Nhìn khá đẹp. Trứng gì đây anh em? Dùng trong trung tâm Pokemon được miễn phí đập kim cương một lần. Đấy. Ok, hiểu. Còn một đống đồ này, nên làm 2.500 kim cương anh em ạ. Quà nào lần đầu là được có gì đây anh em? Dragonite SSR anh em ạ. Wow, nạp đầu mốc bất kỳ tặng Dragonite SSR thưởng 10 dương đá đột phá và 4 bánh thể lực, 15 trái XP. Ghê nhờ. Đấy. Thường này cao cấp được tặng Charmander anh em ạ. Wow, thường nha. Đặc biệt là chúng ta sẽ được tích nạp đạt 5.000 kim cương, được tặng NT UR luôn. Méo thật. Cái nạp như thế nào đây anh em? Đến nạp. Lần đầu nạp tặng 100% kim cương. Ok, 70 kim cương, 3.500 thì xem bao tiền. Đừng bảo là mấy củ nhá. Chưa có nạp anh em. Có VIP đấy anh em. VIP 15 là cao nhất à. Có một đống đồ gì đó. Nhìn chung là vậy thôi. Nhưng mà nạp thì không nạp được anh em. Đây. Hiện tại nạp cái này không nạp được luôn. Nạp bằng thẻ ngân hàng cũng được à? Chả hiểu nạp được gì luôn. Mình đang muốn thử nạp một tí xem như nào. Nó không cho nạp. Nó trống trơn luôn anh em ạ. Cái này trống trơn luôn. Hay phải mua thẻ của nó ra. Thôi kệ đi. Ký danh, huy hiệu. Rồi ok. Đội hình nè. Mèo con này còn nâng cấp được à?
Pikachu đẹp phết anh em ạ. Con này còn nâng cấp được này. Wow, quái đẹp ghê anh em, Pokemon đẹp thế. Pokemon thực sự cái hình ảnh ở trong này rất là đẹp nha anh em. Chẳng biết là nâng cấp như thế nào đây. Nâng cấp full anh em. Đây con chuột này. Ok ok ok. Ghê phết, nhìn trông hình ảnh trong này đẹp thế. Trong này đẹp quá luôn, đẹp dã man luôn anh em ạ. Đấy Pikachu này. Huhu. Đấy game này hay đấy anh em. Mình thích chơi cái kiểu đánh giống kiểu Ruger City anh em ạ. Nhiệm vụ này, mình cũng chẳng biết được nhiệm vụ gì. Đập trứng à. Rồi ok. Đánh thêm này anh em, xoắn deck đâu, được tăng sức mạnh rồi. Ok, bỏ qua cái đoạn chat chủng đi, khai chiến anh em. Nào. Giật sét, mày chết đi. Một bé. Trái tim à? Chiêu thức Z anh em. Chiêu thức Z này. Rồi ôi, còn hệ lá anh em ạ. Nghèo ấy, có hệ lá nghèo anh em. Hay quá. Rồi tiếp này. Tăng lực ở 12.068 anh em ạ. Ngon. Khá hay. Đột phá gì đó có tiến hóa không? Pikachu cộng 1 anh em ạ. Tưởng tiến hóa là Raichu. Bao giờ tiến hóa được? Chưa. Hiện tại là chưa có tính năng tiến hóa anh em nhé. Giờ thì chúng ta sẽ kết mê nhé. Xin chào anh em. Và hẹn gặp anh em trong tập kế tiếp của tựa game, đó chính là Pikachu. Bye bye.